Chào mừng các em đến với tiết học online số học 6 ngày hôm nay. Hai bài học trước chúng ta làm quen với tập hợp các số tự nhiên và ghi số tự nhiên rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với cái bài học mới. Trước tiên chúng ta sẽ vào phần khởi động. Cho t bằng 11 nhân với mở ngoặc 2001 cộng 2003 cộng 2007 cộng 2009 đóng ngoặc cộng với 89 nhân mở ngoặc 2001 cộng 2003 cộng 2007 cộng 2009. Phép tính này rất là dài ha. Biểu thức t này có những phép toán nào? Thì giờ trong đây biểu thức t này có toán nhân và toán cộng. Có cách tính nào tính nhanh giá trị biểu thức t này không? Thông thường thì chúng ta sẽ tính trong dấu ngoặc trước, các em ngồi cộng lại rồi nhân với 11. Phía sau thì chúng ta cộng lại trong ngoặc rồi lại nhân với 89. Khi mà ra hai kết quả xong chúng ta lại cộng lại. Tính rất là nhiều, dài và cực khổ, số rất là lớn. Và chúng ta sẽ dễ ăn cái sai sót. Vậy có cách tính nào mà tính giá trị này nhanh gọn và chính xác hay không? Thì mời các em về bài số 3, các phép tính trong tập hợp số tự nhiên. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm quen với phép cộng và phép nhân. Thực hành 1. An có 100.000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 5 quyển vở, 6 cái bút bi và 2 cái bút chì. Biết rằng mỗi quyển vở có giá là 3.000 đồng. Mỗi cái bút bi hoặc bút chì có giá là 5.000 đồng. Hỏi bạn An còn lại bao nhiêu tiền? Rồi chúng ta sẽ thực hiện cái bài này như thế nào đây. Thì nếu mà trong lớp học trực tiếp thì chúng ta sẽ học hoạt động nhóm đôi. Hai bạn cùng bạn chúng ta sẽ trao đổi với nhau làm bài này. Tuy nhiên giờ chúng ta học trực tuyến thì chúng ta chỉ quan sát, theo dõi thầy hướng dẫn. Số tiền bạn An đã mua vở và bút bi bút chì là 5 x 6.000 cộng 6 x 5.000 cộng với 2 x 5.000 bằng 70.000 đồng. Vậy lúc đầu bạn An có 100.000 và bây giờ đã mua đồ dùng hết 70.000 đồng rồi. Như vậy số tiền còn lại của bạn là chúng ta sẽ làm bài toán trừ. Lấy 100.000 trừ cho 70.000, còn lại 30.000 đồng. Bây giờ một khám phá. Như chúng ta đã biết cộng rồi ha. Tiểu học chúng ta cộng rồi. Ví dụ như là số 1.890 cộng với 72.645. Thì chúng ta cộng bình thường ra, sắp xếp ra cộng lại. Kết quả là 74.535. Tương tự như vậy mà tôi nhân có 363 nhân với 2018 thì chúng ta sẽ nhân ra kết quả là 732.534. Thì trong cái phép cộng thì người ta gọi cái số 1.890 và số 72.645 nè, hai số này cộng nhau, người ta gọi mỗi số như vậy là số hạng. Còn kết quả 74.535 người ta gọi là tổng. Còn bài toán nhân 363 nhân với 2018, hai cái số này người ta gọi là thừa số. Còn cái kết quả phía sau người ta gọi là tích. Chú ý là trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc là chỉ có một thừa số bằng số thì các em có thể viết dấu nhân ở giữa các thừa số bằng cách là dấu chấm. Chúng ta không còn ghi dấu nhân là dấu ít nữa nha. Tại ví dụ, vì như có số A nhân với số B thì chúng ta không viết là A dấu nhân B nữa mà ghi là A chấm B, dấu chấm luôn. Và 6 nhân A nhân B thì chúng ta có thể viết là 6 chấm A chấm B, hoặc có thể chúng ta ghi liên tục luôn là 6 AB. Chúng ta làm quen cái này, tại từ đây về sau là chúng ta viết dấu chấm như vậy và ghi là chữ thì không cần dấu chấm luôn. Nhưng mà riêng số thì phải chấm nha. 363 nhân với 2018 thì chúng ta sẽ ghi là 363.2018. Mặc dù chấm nhưng mà chúng ta phải hiểu nó là dấu nhân. Rồi bây giờ chúng ta hoạt động nhóm. So sánh kết quả của phép tính. Câu A 17 cộng 23 và 23 cộng 17. Câu B mở ngoặc 12 cộng 28 đóng ngoặc cộng 10 và 12 cộng mở ngoặc 28 cộng 10 trong ngoặc. Câu C
17 x 23 và 23 x 17. Câu D, mở ngoặc 5 x 6, đóng ngoặc nhân 3 và 5 nhân mở ngoặc 6 x 3 đóng ngoặc. Câu E, 23 nhân với mở ngoặc 43 cộng 17 và 23 nhân 43 cộng 23 nhân 17. Thì chúng ta sẽ hoạt động nhóm để mà so sánh kết quả sau đây. Thì câu A, 17 cộng 23 thì bằng 40, bên kia 23 cộng 17 cũng bằng 40, như vậy hai cái tính này nó bằng nhau. Câu B, 12 cộng 28 trong ngoặc cộng với 10, 12 cộng với 28 là 40, cộng thêm 10 nữa là 50. Phía vế bên phải là 12 cộng mở ngoặc 28 cộng 10 cũng bằng 50. Hai vế như vậy là hai cái biểu thức này nó bằng nhau. Câu C, 17 nhân với 23 là cái kết quả sẽ là 391. Rồi tương tự như vậy, 23 nhân 17 cũng sẽ bằng là 391. Như vậy hai cái vế này nó sẽ bằng nhau. Tiếp tục là chúng ta có 5 x 6 trong ngoặc nhân với 3. Vế bên đây sẽ là 5 nhân với 6 nhân 3 trong ngoặc. Thì hai kết quả này bằng nhau, bằng 90, bằng nhau. Còn câu E, 23 nhân với mở ngoặc 43 cộng với 17. Chúng ta tính trong ngoặc trước thì nó sẽ ra là 43 cộng 17 là 60. 60 chúng ta sẽ nhân với 23. Và với bên trái này chúng ta tính ngoặc trước, 43 cộng với 17 rồi nhân với 23 thì ra là 1380. Bên phía phải này chúng ta nhân rồi chúng ta cộng lại cũng ra kết quả như vậy. Vậy hai vế này sẽ bằng nhau. Thì chúng ta sẽ có tính chắc của phép nhân và phép cộng. Cái phần có bóng đèn màu vàng này là phần trọng tâm nha. Các em có thể ghi cái công thức này lại. Đầu tiên là chất giao khoáng. Ta có A cộng B thì sẽ bằng B cộng A. A nhân B thì sẽ bằng B nhân A. Chúng ta giao khoáng nghĩa là khoáng đổi vị trí. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng nó là không thay đổi, nó vẫn bằng nhau bình thường. Tính chất thứ hai là tính chất kết hợp. Có ba số hạng cộng lại với nhau, và các em có thể kết hợp hai số phía trước cũng được, hoặc là kết hợp hai số phía sau cũng được, nhưng mà kết quả nó vẫn không thay đổi. A nhân B nhân C như này thì chúng ta tương tự như vậy, và tương nhân cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ kết hợp hai số phía trước hoặc là kết hợp hai số phía sau, điều kết quả không thay đổi. Thứ ba là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Tính chất này đặc biệt lắm. A nhân với mở ngoặc B cộng C trong ngoặc thì sẽ bằng A nhân với B rồi cộng với A nhân với C. Các em đặc biệt chú ý cái tính chất này nha. Tại vì sau này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Trong nhiều bài kiểm tra cũng hay gặp nó. Cuối cùng là tính chất cộng với số 0 và nhân với số 1. Nếu số A nào cộng với số 0 thì bằng A. A và nhân với 1 cũng bằng A. Bây giờ chúng ta sẽ làm thực hành thứ hai. Đây là thực hành 2. Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lý đây. T bằng 11 nhân với mở ngoặc 1 cộng 3 cộng 7 cộng 9 đóng ngoặc cộng với 89 nhân với mở ngoặc 1 cộng 3 cộng 7 cộng 9 đóng ngoặc. Cái phép tính trong thực hành 2 này thì tương tự giống như cái đầu đề mà chúng ta thấy đó, rất là dài, rất là nhiều thế này. Thì chúng ta thực hiện như thế nào để mà nó hợp lý. Hợp lý nghĩa là chúng ta nhanh gọn và chính xác. Thì chúng ta thực hiện. Đầu tiên chúng ta sẽ cộng các số trong ngoặc như thế này lại. Nó ghi lại. T bằng 11 nhân với cộng với số này lại là bằng 20. Cộng với 89. Thì số trong ngoặc này cũng bằng 20 luôn. Chúng ta sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng nãy đó. Thì chúng ta sẽ đưa số 20 này là giống nhau đi ra ngoài. Và 11 cộng 89 trong ngoặc. 11 cộng 89 là 100. 100 mà nhân với 20 là 2000. Là như vậy. Cách tính này rất là nhanh gọn và chính xác, gọi là hợp lý. Còn nếu mà các em mà thực hiện là cộng trong số ngoặc trước, rồi chúng ta nhân với 11. Bên đây chúng ta cộng số ngoặc trước, rồi cần nhân với 89. Sau đó chúng ta cộng lại. Tuy đáp án chúng ta sẽ ra 2000, nhưng mà nó rất là dài dòng và rất là nhiều, thực hiện nhiều phép tính rất là dễ sai. Thì chúng ta sẽ sang thực hành thứ ba. Thực hành thứ ba là có thể tính nhanh tích
có một số cái chính hoặc là chính chính như sau: 67 nhân 9. À, cái số 9 này chúng ta sẽ hiểu nó là 10 trừ cho 1. Cái cách tính này cho nó nhanh nè. Như vậy chúng ta sẽ có là 67 nhân với 10 là 670. Rồi trừ với 67 nhân với 1 là 67. Như vậy là 670 trừ cho 67 ra là 603. Cách tính này là gọi là cách tính rợ ngoài chợ, nên ta tính thế này nhanh hơn, đơn giản hơn. Tương tự như vậy chúng ta có 346 nhân với 99. Thì các em đây thực hiện là chúng ta ghi lại 346. 99 này chúng ta sẽ thực hiện hiểu nó là 100 trừ 1. Rồi ta nhân phân phối vào. 346 nhân với 100 nó sẽ ra là 34.600. Trừ 346 này ta nhân cho 1 là 346. Như vậy chúng ta lấy 34.600 này ta trừ cho 346. Kết quả sẽ là 34.254. À, tương tự như vậy, người ta yêu cầu các em hãy tính cho người ta là 1.234 nhân với 9 và 1.234 nhân với 99. Nó thực hiện như sau. Rồi, 1.234 nhân với 9 thì chúng ta sẽ ghi là 1.234 nhân với mở ngoặc. Số 9 này sẽ biến thành 10 trừ 1. Rồi giờ ta nhân phân phối vào. 1.234 nhân với 10 là chúng ta ghi ra thế này, trừ với 1.234 nhân với 1. Thì bước này chúng ta khi quen rồi chúng ta phải bỏ bước này luôn cũng được. Nhân ra kết quả luôn. Chúng ta trừ ra. Tương tự như vậy chúng ta làm câu B. 1.234 nhân với 99 để các em hiểu là 1.234 nhân với mở ngoặc. 99 này sẽ là 100 trừ 1. Và tương tự như bên đây ha. Chúng ta tới cứ thế mà nhân vào rồi trừ ra. Đây là kết quả. Chúng ta sẽ qua phần trò chơi chuột CD tìm format nha. Để giới thiệu về trò chơi, luật chơi này. À, có hai cánh cửa. Một cánh cửa là chứa miếng format và một cánh cửa chú mèo tôm. Các em hãy giúp bạn chuột CD này lấy được miếng format bằng cách đọc kỹ đề toán được đưa ra và lựa chọn cách cánh cửa phù hợp. Thời gian suy nghĩ mỗi câu là 15 giây. Trò này cũng khá là vui nhộn nhưng mà hiện giờ đang online cho nên là chúng ta chỉ có thể là quan sát thôi. Rất là đáng tiếc ha. Chúng ta có 4 câu hỏi. Giờ chúng ta sẽ vào câu hỏi đầu tiên. À, tính cho người ta 3 cộng 7 cộng 11 cộng 19 cộng 23 cộng 27 bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ có 15 giây để khi làm bài. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào kết quả. À, khi tính này chúng ta thực hiện cộng ra nó sẽ bằng 90. Nhưng mà chúng ta bấm vào số 90. À, đáp án 90. Như vậy là CD đã tìm được format của mình và rất là ngấu nghiến ngon lành. Nếu mà chúng ta bấm kết quả là 80 thì sao? À, lúc này mèo tôm sẽ ra bắt lấy CD. Rồi chúng ta phải thực hiện cho chính xác nha. Giờ cái bài câu hỏi tiếp theo. Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cái bút cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 6.500 đồng, giá mỗi bút bi là 4.500 đồng, giá mỗi cục tẩy là 5.000 đồng. Vậy thì mẹ Bình đã mua hết bao nhiêu tiền? Chúng ta đọc cái đề này, chúng ta làm bài nha. 9 quyển vở mà mỗi quyển vở là 6.500 đồng thì chúng ta lấy 9 nhân với 6.500. 5 cái bút bi mà mỗi bút bi là 4.500 đồng thì chúng ta lấy 5 nhân với 4.500. Hai cục tẩy mỗi cục là 5.000 đồng thì chúng ta lấy 2 nhân với 5.000 đồng. Chúng ta tổng kết quả lại thì ra là số tiền mà mẹ Bình đã mua. Đáp án của chúng ta là 91.000 đồng. Số 3. Cho phép tính này 2021 trừ cho 2000 bằng 21. Bạn An nói 2021 là số bi trừ, 2000 là số trừ, 21 là hiệu. Theo em, bạn An nói đúng hay sai? À, trong phép tính này 2021 người ta gọi là số bi trừ, số 2000 này người ta gọi là số trừ và cái kết quả gọi là hiệu. Vậy đáp án chúng ta là bạn An nói đúng. Câu hỏi cuối cùng. 5 nhân mở ngoặc 10 trừ 2 sẽ bằng 5 nhân với 10 trừ 5 nhân với 2.
đúng hay sai. À, cái này là tính nhân phân phối nha, phân phối của mình nãy mình học là pháp nhân, phân phối của pháp nhân pháp, đối với pháp cộng, nhưng mà có thể áp dụng cho pháp phân trừ này luôn. Như vậy đáp án này sẽ là đáp án đúng. Chúng ta sang phần 3, phép trừ và phép chia hết. Nhóm bạn Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tiền cần có là 200.000 đồng. Hiện tại các bạn đang có là 80.000 đồng. Các bạn thực hiện gây quỹ thêm bằng cách là thu lượm và bán dây vụn mỗi tháng được 20.000 đồng. Câu A, số tiền hiện tại của các bạn còn thiếu là bao nhiêu? Câu B, số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng? À, bài này có nghĩa là nhóm bạn của bạn Lan này nè, à, cần lên kế hoạch với số tiền cần có là 200.000 đồng. Mà hiện giờ đó là các bạn chỉ có 80.000 thôi. Như vậy các bạn là còn thiếu bao nhiêu? À, thiếu bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ thực hiện câu A, đó là bài toán mà chúng trừ. Chúng ta sẽ lấy 200.000 đồng này trừ cho 80.000 đồng. Như vậy là cái nhóm của bạn Lan này còn thiếu là 120.000 đồng. Rồi như vậy là các bạn sẽ gây quỹ thêm và mỗi tháng được 20.000 đồng. Nhóm này nãy các bạn ấy là còn thiếu 120.000 đồng. Mà mỗi tháng như vậy chúng ta sẽ tích góp được 20.000 đồng. Như vậy thì trong mấy tháng thì chúng ta sẽ đáp ứng đủ 120.000 đồng đó. À, chúng ta sẽ làm bài toán chia. Chúng ta lấy 120.000 chia cho 20.000. Thì ra là 6 tháng. Như vậy là nhóm Văn Lan cần thêm 6 tháng nữa để mà hoàn thành cái việc gây quỹ này. Chúng ta giải như sau. À, số tiền các bạn còn thiếu là chúng ta lấy 200.000 trừ cho 80.000. Ra là 120.000 đồng. Được quỹ là đồng. Nhưng mà câu B, à, cần phải thực hiện gây quỹ trong lấy 120.000 này nè, chúng ta chia cho 20.000 đồng. Như vậy là ra 6 tháng. Bài toán rất là đơn giản nha. Này là ở trên này là bài toán phép trừ, qua đây là phép chia, chia hết. Vận dụng. Năm nay An 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ năm nay? Câu B, năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An? À, thì hiện giờ là An 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi. Như vậy người ta hỏi các em là sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi An bằng tuổi mẹ. Thì với câu A này chúng ta sẽ làm bài toán trừ. Chúng ta sẽ lấy 36 này trừ cho 12. Như vậy là sau 24 năm nữa thì tuổi của An sẽ bằng tuổi của mẹ hiện nay. Đó là câu A. À, sang câu B, người ta hỏi các em là năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An? À, mẹ An năm nay 36 tuổi, An 12 tuổi. À, muốn gấp bao nhiêu lần thì chúng ta lấy 36 này chúng ta chia cho 12, chúng ta là gấp 3 lần. Và đây là lời giải. Ta có 36 trừ cho 12 bằng 24. Như vậy 24 năm nữa thì số tuổi An bằng tuổi của mẹ năm nay. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có 36 chia cho 12 bằng 3. Vậy năm nay số tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi của An. Rồi chúng ta chú ý là nhắc lại nha. Phép nhân cũng có tính chất phân phối đối với phép trừ luôn nha. À, bình thường chúng ta là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Thì bây giờ tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ. À, chúng ta cũng tương tự như vậy, chỉ thay với phép cái dấu cộng thành dấu trừ thôi. Và để trừ được thì chúng ta có số nhân B lớn hơn số nhân C. Bây giờ chúng ta sang phần bài tập. Bài tập số 1, tính một cách hợp lý. Câu A, một giải rất là dài nha. 2021 cộng 2022 cộng 2023 cộng 2024 vân vân cộng đến 2029. Câu B, 30 nhân 40 nhân 50 nhân 60. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính bài này như thế nào. Đối với bài cách tính câu A rất là dài này, thầy sẽ gợi ý chúng ta một cái cách tính hợp lý nha. Hợp lý là phải nhanh gọn và có chính xác hơn, không có cực khổ. Thì chúng ta sẽ nhìn xem số đầu tiên này là 2021, chúng ta sẽ cộng với số cuối này là 2029. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có 2022 cộng với 2028.
Rồi 2023 thì chúng ta sẽ cộng với 2027, 2024 chúng ta sẽ cộng với 2026, và số 2025 này thì nó không cộng dài, nó nguyên. Ta cộng lại số đầu và số cuối cộng lại nó sẽ ra là 4050. Tương tự như vậy, hai số tiếp theo cộng lại cũng là 4050. Hai số tiếp theo cũng vậy. Và chỉ có số cuối cùng số 2005 thì đứng bình an. Câu B, 30 x 40 x 50 x 60. Các em có thể là lấy 30 nhân với 60 trước, mình kết hợp nó lại và kết hợp 40 50 lại cũng được. Và lại chúng ta có thể tách ra 30 bằng 3 x 10. 40 là 4 x 10, 50 là 5 x 10, 60 là 6 x 10, chúng ta tính nó lấy 3 x 4 x 5 x 6 và nhân thêm cho 10.000. Cách đó cũng được. Và đây cũng là một cách khác. Đây là lời giải của nó. Đây là số đầu cộng với số cuối, cộng với số đầu cộng số cuối như vậy. Đối với câu B thì chúng ta kết hợp 40 và 50 lại, 30 và 60 lại. Đây là kết quả. Như vậy là qua phần bài học nãy giờ thầy đã dạy thì chúng ta cần học thuộc bài và nắm chắc các phép tính trong tập hợp số tự nhiên. Chúng ta cần phải thuộc lại cái tính chất, trong đó đặc biệt là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Chúng ta cần xem lại các bài tập đã giải ở trên. Bạn nào mà chúng ta có thắc mắc thì chúng ta có thể đặt câu hỏi bên dưới cho thầy, hoặc là chúng ta viết không kịp thì chúng ta bấm dừng lại. Bài tập về nhà thì yêu cầu các em làm bài tập 3-4 sách giáo khoa trang 15 và bài tập 1 sách bài tập trang 12. Nên bảo đến đây là hết. Tạm biệt các em. Chúc các em học online vui vẻ và cố gắng theo dõi, tham gia học tập cho đầy đủ. Xin chào các em.